Thưa quý vị và các bạn, tỉnh lộ 379 có chiều dài hơn 20 km, bắt đầu từ chân cầu Thanh Trì, Hà Nội đến xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Nhưng tuyến đường này đang quá tải bởi lượng xe siêu trường, siêu trọng hàng ngày qua đây rất lớn và hạ tầng giao thông bị tổn thương ở mức báo động và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tại chân cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội, đến vòng xuyến thị trấn Văn Giang, có biển cấm xe tải trọng trên 30 tấn. Nhưng nhiều đoàn xe tải, xe container né trạm thu phí quốc lộ 5 vẫn qua đây, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và đe dọa trực tiếp tính mạng của người tham gia giao thông. Theo ước lượng của cơ quan chức năng, hiện mỗi ngày tỉnh lộ 379 có khoảng 9.000 lượt phương tiện qua lại, trong đó hơn 1/3 là xe tải, xe container. Con số này gần bằng một nửa phương tiện lưu thông qua trạm thu phí quốc lộ 5. 9 tháng đầu năm 2021, trên tỉnh lộ 379 xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Điển hình vào khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021, tại km 12+600, đường tỉnh 379 thuộc địa phận xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe mô tô. Do phóng nhanh vượt ẩu và thiếu quan sát nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, 2 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm tải trọng xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, đồng thời có các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.